sẵn một lá thư từ đại sứ quán. Chúc mừng vì sao các bạn đã được đồng ý. Chúc bạn may mắn có chuyến đi học xa nhà nhé. Không thể nào, mẹ em ơi. Trời, đại sứ quán gì mới gửi nè, chị đã có visa rồi. Cái gì thiệt luôn á chị? Wow, chúc mừng chị, giỏi quá à. Em biết được làm được mà. Nhưng mà, khoan đã, như vậy là chị sắp đi xa rồi. Đúng rồi, tụi em không muốn chị rời xa tụi em đâu, tụi em nhớ lắm. À, mà người yên tâm không sao đâu. Còn 3 tháng nữa chị mới đi lận mà, mình còn nhiều thời gian với nhau lắm. Thiệt á chị? Yay! Ok, hôm nay mọi người muốn ăn món gì nè? Chị làm món thịt riêng của chị đi. Ờ, cũng được á, Lily, còn em sao? Thịt riêng với spicy chicken. Ok, bữa tối sẽ được chuẩn bị trong nhà 20 phút. Yay! Buổi tối đây rồi. Của Lily, chị để trong tô của Lily luôn nè. Ngon nè, ngon quá, cảm ơn chị. Ừ, trời em đói quá, cảm ơn chị nha. Ừ, chúng ta ăn thôi. Ừ, nhưng mà chị ơi, mai mốt chị đi rồi ai nấu ăn cho tụi em sẽ nhớ đồ ăn của chị lắm. Chà, mọi người yên tâm, chị còn ở đây tới 2 tháng nữa lận mà, mình còn nhiều thời gian với nhau lắm, chứ không sao. Yay, đúng rồi, 2 tháng còn nhiều lắm luôn á. Cho em 2 phần bỏng ngô. Ok. Ngon nè. Shopping. Dạ, cảm ơn chị nhiều lắm. Hôm nay chơi vui quá ha. Dạ chị, nhưng mà chị sắp đi rồi. Ai sẽ dẫn tụi em đi chơi nữa đây? Mẹ sẽ vẫn dẫn tụi em mà. Nhưng mà không sao đâu, chị ở đây tới 1 tháng nữa lận. À đúng rồi ha, còn nhiều thời gian mà. Trời đất, Sissy, tao không? Nói đồ chiến hả? Nhưng mà mình nói đồ chiến rồi mà. Chủ quân Sissy. Sissy, chị nói em là không được quên đồ chiến rồi mà. Sao em lại quên chứ? Ủa nhưng mà không đâu nhiều đĩa đâu. Trời ơi, từ tối qua mà không nhiều. Mốt chị đi rồi em phải gọn gàng ngăn nắp lên lo cho nhà nữa chứ. Nhưng mà chị ở đây tới 2 tuần nữa được mà. Lo gì, còn nhiều thời gian mà chị. Đừng có thêm nhẹ lời nói chị nha. Không có còn nhiều thời gian nữa đâu đó nha. À, hôm nay mình nên uống cái gì ta? Uống cái này. Mình đi xa mình sẽ nhớ cái máy này lắm luôn á. Ngon quá. Trời đất. Trời đất ơi, đồ chơi màu còn dễ rồi bay rồi tivi còn không tắt nữa. Lily. Dạ chị. Sao em để nhà nhìn bày bộ quá vậy? Em bày vừa từng lắm hết trơn mà không tắt tivi nữa. Em xin lỗi, em quên. Chị sắp đi rồi, em phải biết trách nhiệm hơn chứ. Em mà như vậy là chị lo lắm á Lily. Tao cách sao, chị ở đây 5 ngày nữa lận mà. Trời đất ơi, Lily cũng vậy luôn. Không biết mình đi, hai em gái này sẽ xử lý chuyện trong nhà như thế nào nữa, mình lo quá à. Chị xong rồi. Chị soạn hết đồ rồi hả? Chị mới soạn xong cái vali cuối cùng nè. Bây giờ chị có đủ hết chân rồi. Chị để lên đi, em giúp chị mang cái vali cuối cùng xuống cho. Đã quá, cảm ơn mấy em nha. Của chị nè. Cảm ơn em với chị. Mẹ tới đây với tụi em rồi nè. Con chào mẹ. Mimi, con chuẩn bị xong chưa? Dạ mẹ, con chuẩn bị xong hết trơn rồi. Mẹ ơi. Trời ơi, Lily con mẹ em này lớn quá vậy trời. Ủa, Sissy đâu rồi ta? Con không muốn chị Mimi đi. Mimi sẽ về sớm thôi à, Sissy à, con đừng lo quá nha. Con cũng không muốn. Có mẹ ở đây với tụi con rồi, tụi con không có lo gì hết nha, không có một mình đâu. Đúng rồi, các em cũng nhớ mẹ nữa mà. Sẽ không sao hết á, đừng có yên tâm. Cảm ơn mẹ ở đây để chăm sóc mấy em giùm con nha. Trời ơi, mấy con là con gái của mẹ mà, mẹ phải lo chứ. Thôi, bây giờ Mimi đi không chạy chuyến bay bây giờ. Hey Mimi, bye bye an toàn nha. Đúng rồi, tụi tôi sẽ nhớ bà lắm á. Mọi người đã tiễn hả? Mình cũng sẽ nhớ mọi người lắm. Mimi phải nhớ nhiều sức khỏe và cẩn thận ở bên đó nha. Có gì mình sẽ lo lắm đó. Và cũng nhớ ăn nhiều là ăn ngon nữa. Đúng rồi đó, và khám phá nhiều nữa. Mình nhớ rồi mà, cảm ơn các bạn nhiều. Mẹ Mimi, bà Lê cuối cùng của con nè. Con nhớ nha, giữ sức khỏe nha. Dạ ba, con cảm ơn ba. Chị Mimi khoan đã. Sao hả em? Mặc dù tụi em không muốn chị đi, nhưng mà tụi em cũng chúc chị sức khỏe nhiều. Tụi em hứa sẽ trưởng thành hơn để lo mọi việc trong nhà mà không làm chị lo đâu. Mấy em của chị cũng sẽ nhớ mấy em nhiều nhất luôn á. Đưa đi hôn ông chị cái coi. Còn bây giờ thì đừng khóc nữa, chị sẽ về sớm thôi. Nhớ giữ lời hứa nha và nhớ ngoan nghe lời mẹ. Dạ chị. Chào con gái nha, giữ sức khỏe nha con. Dạ con xin nhớ cả nhà lắm. Bye Mimi, bạn sớm nha, bạn cẩn thận. Yêu tất cả mọi người nhiều lắm, hẹn gặp
vào nhà sớm. Tụi em sẽ nhớ chị nhiều lắm chị ơi.